Kính thưa đồng bào quý mến, đây là ba hình ảnh đặc biệt nhất đã hiện ra trên mây tại nơi đây, tại nền trời thuộc thành phố Westminster, Orange County, California 92683. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu đã hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và hình ảnh kế đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra ngày 31 tháng 1 năm 2010. Và kế nữa là hình ảnh ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010. Và kính thưa đồng bào thương mến, đó là khi thánh giống ôm ảnh tượng thánh giá đặc biệt này cầu nguyện thì những phép lạ này đã hiện ra. Và ngày hôm nay là ngày 2 tháng 5 2013, kỷ niệm đúng 3 năm ngày ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và thánh giống đã có mặt ở đây từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ là 3 giờ chiều. Và thánh giống đã cầu nguyện và đã nhận lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, ra lệnh tất cả đồng bào dân Việt chúng ta hãy mau mau sám hối gấp, rồi sau đó mới được phép đồng hành cùng thánh giống Đại Việt Vương Đạo để làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt gấp, và đồng thời làm việc cứu nguy nhân loại theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chỉ huy. Và thánh giống là xác phàm của thánh giống chính là Y Liền Sư Đại Việt Vương Đạo. Ngài chính là Minh Vương nước Việt và là vua nước Việt. Đồng bào hãy nghe lời Ngài hướng dẫn và hãy đồng hành cùng Ngài làm việc gấp. Trong lúc chờ đợi đồng bào sốt sắng thực tâm sám hối thì đồng bào không được phép làm phiền Ngài. Như những gì thánh giống vừa nhắc nhở, linh điển thánh giống là tướng nhà trời, còn xác phàm thánh giống bây giờ chính là xác phàm của một vị Y Liền Sư.